Thưa quý vị, Thùy Dương cảm ơn quý vị đã trở về lại với chương trình Lifestyle cùng với Thùy Dương và Hồng Đào ngày hôm nay. Thưa chị Hồng Đào, là lúc nãy đó chúng ta có nói về một cái project thật là lớn của chị mà có thể là Thùy Dương nhờ chị chia sẻ ngay với quý khán giả là đó là cái gì? Thưa với quý khán giả là Hồng Đào và Quang Minh sắp tới đây sẽ có một thực hiện một chương trình trên đài SVTN. Đó là sitcom, nhưng mà thường thường mình tạm dịch nó là câu chuyện truyền hình, tức là những câu chuyện truyền hình, tức là mỗi tháng sẽ có một tập câu chuyện truyền hình trên đài SVTN. Cái sitcom này thì có tựa đề là Chuyện Ta Bên Xứ Tây. Thì Thùy Dương có hiểu thế nào không? Ta Tây đây là câu em hiểu nhà đó thì tức là tất cả những chuyện gì của những người Việt hải ngoại xảy ra trên xứ Mỹ này. Ta đây có nghĩa là người Việt và Tây đây có nghĩa là ở trên xứ Mỹ này. Thì thú thật với quý vị khán thính giả là Hồng Đàm và Công Minh đã tính toán cho cái sitcom này lâu lắm rồi. Năm 7 năm nay rồi, nhưng lâu lắm. Và ấp ủ là hàng tuần mình có, thường thường là hàng tuần mình có những cái câu chuyện về đời sống của những người Việt hải ngoại mang lên trên TV để cho tất cả mọi người cùng coi. Nhưng mà rất là khó khăn bởi vì nó có rất nhiều thứ khó khăn trong đây. Ngân sách không có, rồi người diễn không có, rồi tất cả mọi thứ không có, cho nên cứ hết năm này sang tới năm kia và chôn cất. Cho đến bây giờ thì được đài SVTN hỗ trợ và được một số anh chị em nghệ sĩ giúp đỡ. Và đồng thời may mắn cho chị được một cái là lần này chị có một người đạo diễn quay phim rất là giỏi, đó là Đức Antoine Nguyễn. Ủa sao anh vậy, cười rú lên vậy? Đó là ông xã của Thùy Dương. Tại vì trong cái sitcom như thế này, đó là những câu chuyện truyền hình, thì cái quan trọng nhất là kịch bản và đạo diễn truyền hình. Chứ còn cái người đạo diễn mà để chỉ đạo tâm lý mọi người diễn thì cái chuyện đó là chuyện nhẹ hơn là cái kịch bản hay và phải có người đạo diễn truyền hình. Thì may mắn là Đức Nguyễn nhận lời để quay giúp dùm chị cái sitcom này, thì đó là một phần chị yên tâm đến khoảng chừng 60% trong cái chuyện quay hình. Và kịch bản thì đã bắt đầu chuẩn bị xong và có thể là bấm máy trong nay mai. Có thể chị có thể chia sẻ cho em cũng như là quý khán giả biết, đó là nếu mà như vậy thì tất nhiên là trong những cái sitcom có những cái nhân vật thật là chính, mà có những cái nhân vật này họ ở với cái sitcom hàng năm hoặc như đâu để cho người ta cảm thấy lúc nào cũng gần gũi với những cái người những cái vai chính. Thì trong đó tất nhiên là mình có Quang Minh, Hồng Đào. Thì còn có trong vở kịch kỳ này, xin lỗi chị cắt hiểu như thế này, là trong cái sitcom kỳ này thì có Quang Minh nhưng không có chị. Không phải đâu, tại vì chị phải đứng lùi sang một bên vì kỳ này chị làm một cái việc khác. Là như em biết rồi đó, mình làm thì mình phải coi như là của khó người khôn, mà cho nên mình phải tiết kiệm lại, là chị sẽ đứng ra ngoài, chị vừa làm đạo diễn, chị vừa viết kịch bản, chị làm tất cả những khâu ở ngoài, và trên sân khấu thì là tất cả những diễn viên khác diễn. Tại vì nếu mà chị nhảy lên diễn nữa thì khi mà nếu vậy vừa làm đạo diễn vừa diễn viên thì mình không kiểm soát được, cho nên chị phải làm một cái vai trò khác. Là làm đạo diễn ở ngoài và đồng thời là viết kịch bản. Còn nhưng mà diễn viên thì cũng lực lượng là cũng thượng thẳng đó, đúng không? Đó. Thùy Dương biết là thường thường những cái phim như phim của Đại Hàn hay phim thành công là vì sao? Thành công là vì diễn viên rất đẹp và quần áo đẹp. Thì lần này tất cả những diễn viên của Công Minh, Hồng Đào xin thưa với quý khán giả như Thùy Dương là đều xinh đẹp như mẫu. Thì có muốn bí mật thành phần diễn viên không? Thường thường tức là đây là bối cảnh xoay quanh trong một gia đình. Trong một gia đình thì có hai vợ chồng và có một đứa con tuổi mới lớn, và có một bà share phòng thì bà share phòng, và có một và cái cô gái lớn thì có một boyfriend. Thì cái người chồng sẽ là anh Quang Minh, chắc chắn là ông Quang Minh. Vợ sẽ là ca sĩ Ninh Cát Loan Châu. Thì rất là khó khăn khi mời được Ninh Cát Loan Châu, tại vì Ninh Cát Loan Châu rất là bận rộn, nhưng mà đã từng làm việc với Ninh Cát Loan Châu thì Loan Châu rất vui vẻ để giúp trong cái sitcom này. Đó, thì em thấy hai người là đẹp đúng không? Quang Minh là đẹp lão còn. Và người thứ ba là bé Hoàng Châu thì là đóng vai người con. Và cái người mà boyfriend thì là rất là đẹp trai như tài tử Đại Hàn vậy, đó là Huỳnh Gia Tuấn, ca sĩ Huỳnh Gia Tuấn. Rất cao lớn đẹp trai và mặc quần áo rất đẹp, tại vì chị thích đẹp trai. Ngay cả đạo diễn truyền hình của chị, đạo diễn quay phim của chị cũng đẹp trai đó, đứng trước này kìa. Đồng ý. Và cái người share phòng tới share phòng đó thì là chị Trang Thanh Lan.
Chị sẽ làm cho cái nhà náo động lên vì tất cả những cái hỉ nộ ái ố là Trang Thanh Lan, tại vì chị Trang Thanh Lan chỉ cần, và chồng của chị Trang Thanh Lan thì là sẽ là anh Dũng. I see. Và ngoài ra thì còn có chú Bảy Vân Trung và những cái special guest, chẳng hạn như sometime thì chị sẽ có mời được ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung góp mặt, ca sĩ Diễm Liên hay là Nguyên Khang, tất cả những cái gì mà lực lượng nào mà nặng ký nhất thì chị sẽ cố gắng để mời trong cái sitcom của mình. Ok, thì em xin hỏi đó là chị nói là trên sân khấu, thì đây là mình quay sitcom trên sân khấu hay là mình quay ở bên ngoài mà thấy được ngoài đường ở đây ở Cali của chúng ta? Tại vì chị nghĩ là nếu mà gần với khán giả hơn thì sitcom mình nên quay cảnh thật. Ok, nghĩa là sitcom của mình sẽ quay cảnh thật. Cái đó là công phu lắm đó chị. Thì coi như là phòng thật, bếp thật và ngoài đường thật thì rất là công phu. Nhưng mà chị mừng một cái là Đức Nguyễn chồng của em đó, của chị. Nhưng mà đừng có bỏ chị vô chừng nha. Thưa quý vị, là thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái, khi mà chúng ta nói đến sitcom dàn dựng như thế vậy, nó đòi hỏi rất là nhiều những cái yếu tố mới có thể làm được, phải không chị? Phải là người viết kịch hay, người quay, diễn viên. Và bên cạnh đó thì rất là nặng ký trong cái lĩnh vực tài chính. Cho nên thường thường em thấy chẳng hạn như bây giờ trên đài mà phát một cái ba tập phim truyền hình đó, ba tập phim của Đại Hàn hay gì thì nó không có bao nhiêu tiền, nhưng nếu em làm một cái sitcom của người Việt hải ngoại trên cái xứ này thì nó rất tốn nhiều tiền. Nhưng mà thôi, thì bây giờ đài SVN cũng đã hỗ trợ một phần, và đồng thời anh chị em nghệ sĩ cũng giúp một phần, là chỉ lấy một cái tượng trưng thôi họ đó. Và thứ nhất, thứ hai là tất cả mọi người đều thích cái công việc mình sắp làm, cũng như là anh chị thích cái công việc mình sắp làm. Thì thôi, một cái cuộc phiêu lưu mới thì hy vọng là quý khán thính giả sẽ ủng hộ. Chị nghĩ rằng là những cái thử thách lớn nhất trong cái sitcom này sẽ là những cái gì? Thử thách đó là đường dài, bởi vì kịch bản mà đường dài nó vô cùng khó. Tại vì chẳng hạn như là mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, nhưng mâu thuẫn gì nó để nó có thể kéo dài trong vòng chẳng hạn là 30 tập. Rồi khoảng chẳng là chị Trang Thanh Lan là người xe phòng nhảy lên thì chuyện gì xảy ra mà 30 tập nó vẫn còn chuyện này đang chéo, chuyện kia đang chéo. Thì cho nên là những cái tập sắp tới thì sẽ có những special guest, những khách mời để cho cái công việc nó hấp dẫn hơn. Và phải làm sao cho khán giả coi, ví dụ coi tập 1 thì nó phải chờ tập 2, và coi tập 2 phải chờ tập 3. Và cái đó là cái khó khăn nhất về mặt kịch bản. Và đồng thời cái đường dài thì đường dài, nhiều khi nửa chừng thì ví dụ chẳng hạn diễn viên A họ bận rộn cái gì hay họ có việc gì họ phải bỏ một hai episode hay này nọ đó, tất cả những cái đó nó rất khó và đòi hỏi là tất cả mọi người phải hy sinh cho cái sitcom này, vì nó là đường dài. Nếu vậy thì chị hy vọng cho cái sitcom này, nếu mà tất cả những cái gì mà chị hy vọng có thể xảy ra thì chuyện gì sẽ xảy ra với cái sitcom này? Chị hy vọng là tất cả, thứ nhất là chị có một cái như này, thế mạnh là tất cả mọi diễn viên, mọi về kỹ thuật, về mọi người, về cameraman, về đạo diễn quay hình, mọi thứ đều đang rất là excited, rất là lý thú cho cái công việc sắp tới. Đó là cái điều, đó là cái điều một trong những cái thành công của chị, là vì ai cũng yêu cái việc này và làm bất kể. Em biết rồi, thì thường thường nghệ sĩ mà thích cái gì yêu gì là làm bất kể, không kể lời kể lỗ. Đó là cái hy vọng là mọi người coi như là làm thành một cái teamwork, một để làm việc cho nó thật tốt. Và đồng thời chị hy vọng là khán giả đón nhận cái sitcom, đây cũng coi như là cái sitcom đầu tiên của hải ngoại, đón nhận một cách nồng nhiệt, để Hồng Đào, Quang Minh cũng như anh em nghệ sĩ có sức lực để mà chạy đường dài cho một cái gì mới, một cái mới cho đài, cho SBTN, cho những đài TV. Ok. Thưa chị Đào, là nếu mà như thế vậy đó thì chị thấy là nó sẽ lấy đi những cái thời gian của chị rất nhiều. Tại vì đúng rồi, tại vì em thường thường, quý vị biết không, những cái sitcom mà của chẳng hạn như là của Hollywood, họ có 10-15 những người mà viết writers chỉ có viết cái script đúng rồi. Cho họ, mà cái budget cũng thật là lớn. Thì bây giờ chị có nghĩ là mai mốt chị cũng sẽ kiếm những cái người guest writers, hay là chị nghĩ là chị sẽ là cái người mà sẽ... Thật ra chị cũng không muốn làm writer, chị không muốn, vì nó khổ ghê lắm và nó nhức đầu ghê lắm. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì không có ai làm hết, thì chị làm. Tại vì đó là cái ý chị đưa ra, chị những cái story chị đưa ra chị phải follow theo cái đó đã. Và trong quá trình chị viết như vậy á, thì nếu mà có ai thích để viết, hay là có ai cảm thấy là hứng thú để mà tiếp nối những cái tập sau thì có thể giúp chị. Dạ, thì chị welcome, mời tất cả mọi người, nếu người có thể viết được cho chị. Đó. Chứ còn thật sự ra viết là khổ nhất.
đúng rồi, nhà viết là khổ nhất, viết lời lẽ đối thoại này nọ mọi thứ nó thì chị mong là khi mà mình viết, mình làm cái đường này thì có rất nhiều người có thể là email cho SVTN hay gì đó nói ô tôi có thể viết được này nọ, thì điều đó là điều rất mừng. Ok, nếu mà vậy thì quý khán thính giả của đài truyền hình SVTN sẽ có thể đón nhận cái sitcom này trên đài truyền hình khoảng độ thời gian là bao giờ? Thì chị nghĩ là sớm nhất là đầu tháng, là tháng 11, tại vì mình plan bây giờ là một tháng một lần trước tiên nhờ, tại vì ngân sách không có đủ thì một tháng một lần, sau đó nếu mà quý vị ủng hộ rồi các cơ sở thương mại ủng hộ nên mọi thứ, và khi mà đài có nhiều bất chính thì tất cả mọi thứ đều đã được plan rất rõ ràng và sẽ bấm máy trong một hai tuần, trong khoảng một tuần nữa là bấm máy, thì hy vọng sớm nhất là sẽ ra tháng 11 đó, và xin rất mong là quý vị ủng hộ. Thưa quý vị, là Thùy Dương đầu tiên nhất là chúc mừng chị là mình đã đến được cái bước này trong một cái quá trình thật là lâu dài, như là quý vị cũng biết là Hùng Đào đã chia sẻ là 5-7 năm đi rồi chị ấp ủ cái giấc mơ này, thì em rất là vui là nghe là sẽ trở thành sự thật. Em chúc chị và anh Quang Minh thật là nhiều thành công trong cái lĩnh vực quay cũng như là phát hành cái sitcom này. Và thưa quý vị, là ngày hôm nay thì chắc là bây giờ chúng ta cũng đói rồi. Thùy Dương cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Lifestyle cùng với Thùy Dương và Hồng Đào ngày hôm nay. Và trước khi mà rời màn hình, Thùy Dương xin mời chị Hồng Đào có một lời chào đến quý vị. Dạ, Hồng Đào rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của hai chị em chúng tôi từ ngoài nước bên kia vô chúng tới đây, thì tất cả những điều gì mà hai chị em chia sẻ hôm nay, quý rất mong là quý vị ủng hộ cho cái sản phẩm mới mà cô Minh Hồng Đào đã ấp ủ lâu nay và bắt đầu ra mắt trong khoảng đầu tháng 11 với sitcom Chuyện Ta Bên Xứ Tây. Thùy Dương xin cảm ơn chị rất là nhiều, và Thùy Dương xin chúc quý vị một ngày thật là đẹp, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Thank you and good day.